Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được hai con Amly có model là Denon PMA 1500R. R viết tắt là robot nghe các bạn, cho là máy mình về mỗi con đều có một cái catalo nè, một cái khiển là và một dây nguồn zin. Đó. Dòng này made in Japan, điện 100V và công suất là 250W. Dòng Denon PMA 1500R. Dòng này đánh phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm và đánh được hai cặp loa. Đồng thời các bạn có thể chơi được bi wiring luôn. Nếu loa của các bạn có trợ kháng là 4 ohm thì công suất ra mỗi loa là 140W. Nếu loa của các bạn có trợ kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 70W, cũng tương đối lớn nên các bạn có thể ghép tất cả các dòng loa từ bass 30 độ lại đánh rất tốt. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, mặt nấm của hai máy là zin đẹp xuất sắc, không tì vết, không vết mũi đốt nha các bạn. Chữ nghĩa hai máy còn rất mới rất sáng. Mình đã test tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Máy bán ra có cam kết nguyên zin nguyên bản nên các bạn an tâm mua về sử dụng. Dòng này với kích thước là chiều ngang mỗi máy bằng nhau, ngang bàn là 43,4 cm, cao là 13,4 cm và hậu sâu là 40,7 cm, và mỗi máy nặng là 14 kg. Sau đây mình quay tổng thể nội thất cho các bạn xem. Hai máy đều mới như nhau nha các bạn. Nhìn vào tổng thể nội thất của hai máy nè, các bạn nhìn nè, hai máy đều mới như nhau ha, đẹp xuất sắc. Mình đang test con đen, mình quay con vàng cho các bạn xem luôn. Tổng thể là hai máy đều mới như nhau nghe bạn. Mình nói là mới như nhau là tương đương 9, 10, 9, 9 rưỡi, 10 thôi nghe các bạn. Tất cả hai máy đều nguyên zin nguyên bản. Sườn sắt bên trái hai máy đều mới, rất sáng. Mỗi máy là sẽ có hai tụ lọc nguồn nghe bạn, có hai biến áp. Hai biến áp một riêng biệt nghe các bạn, nó nằm ở trong một cái ngăn riêng biệt. Ở dưới đây nó có một phần tăng phô phụ. Trong bo mạch công suất các bạn thấy không, nó nhằm chống nhiễu nghe bạn, ngóc ngách ở trong là còn rất mới không bạn thấy không. Rồi tiếp tục ở giữa là sẽ chia làm hai bo mạch công suất nghe các bạn, vế phải vế trái, nó nằm ngăn giữa đây nè bạn. Các bạn nhìn tất cả là đều đối xứng nhau ha. Ở đây hai tụ, bên đây hai tụ lớn đó, mỗi bo mạch công suất là tương ứng với là tản dạ nhiệt bên trái và bên phải ha. Đó, mỗi tản dạ nhiệt sẽ có hai chân sò MOSFET và đây chân sò MOSFET đây nè bạn, mình chỉ cho các bạn xem ha. Đây một sò MOSFET, đây một sò MOSFET. Và bên phải cũng vậy, đây một sò và bên đây một sò. Rồi. Đây là bo mạch công suất đầu ra ha các bạn ha. Đây là bo mạch phần rề nè các bạn. Tín hiệu đầu vào á các bạn. Rất ngăn nắp, ở dưới là sườn sắt xi là rất mới rất sáng. Bo mạch phần rề nằm phía trước nha các bạn. Tín hiệu bo mạch phần rề rất dày đặc. Hai máy đều đẹp như nhau, sườn sắt bên tay phải cũng như mới sáng bong các bạn thấy không? Bên này thì cũng vậy. Hai máy đều đẹp như nhau. Đó, các bạn nhìn. Nhìn các bạn liếc qua con bên này cũng tương 9-10 thôi các bạn ha. Ở đây bo mạch tín hiệu đầu vào. Bo mạch phần rề rất là đẹp. Rồi sau đây mình sẽ quay tổng thể mặt sau cho các bạn xem luôn. Hai nắp của nó mình sẽ đã tháo sẵn, mình để đây nghe các bạn. Rồi các bạn nhìn con màu vàng này, con màu gold là tất cả các chất kết nối là không có dừ gấm rút ha, vàng Âu luôn các bạn. Đó, nó có Âu Extender CD Phono này, là bên này nè. Ở đây MMMC dành cho đĩa thang nè, điểm tiếp mát nè, tép 1, tép 2, red light này ha. Real các bạn có thể sử dụng cái này gắn súp, cái đường này gắn súp, hoặc là các bạn gắn một cái bao hoặc một amply khác, khi đó amply này như một cái rề nè. Ở đây cọc loa của máy vàng là còn vàng chóe luôn các bạn thấy không, rất đẹp. Đây đánh được hai cặp loa phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp cùng một lúc thì phù hợp loa có trợ kháng từ 8 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh bi wiring cho là bánh những cặp loa dòng loa đời mới có hai cầu, cầu trên cầu cầu dưới, thì phù hợp loa có trực kháng từ 4 tới 16 ohm.
Số seri của con vàng là một con gold là 5134 đuôi IC 100V 250W Made in Japan. Ở đây có một IC outlet ha. Với là 100V nên các bạn tha hồ cắm rút các nguồn phát phụ như đầu CD, đầu Bluetooth hay là những đầu giải mã sử dụng điện 100V các bạn gắn vào đây ha để sử dụng. Với công suất từ 120W của tha hồ cắm rút. Tổng thể con vàng như mới dây nguồn zin của chi vàng, con vàng đây và catalog đây các bạn ha. Kèm một cái khiển zin. Rồi, sau đây mình quay tổng thể mặt sau của con đen cho các bạn xem luôn. Con đen là nói chung là hai con đều mới như nhau nghe các bạn, 9-10 nghe các bạn. Con nào cũng zin đẹp xuất sắc. Đó. Tất cả các sắc này như mới như nhau các bạn ha. Mình đã giới thiệu rồi, giờ mình chỉ quay cho bạn con đen là còn mới hơn con vàng đó các bạn. Bạn nhìn nè. Cọc loa của con vàng nè và cọc loa của con đen nè, các bạn so sánh các bạn thấy không? Rất là mới, con đen độ mới mới hơn nghe các bạn. Rồi số seri của nó đây. Số seri các bạn ha, 1168 đuôi. Cộng thông tin giống như hồi nãy mình đã giới thiệu ha, tất cả cũng có dây nguồn zin luôn. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều hay tông tầm tiền nghe các bạn. Dòng này các bạn ghép với bô từ 301 tới 701, các bạn có thể ghép với JBL, Pioneer, Dayton Infinity, sạc pin VK, những dòng bass từ 30 độ lại đánh tương đối tốt. Và dòng Denon R thật sự là rất dễ ghép loa các bạn. Loa nào nó đánh cũng được hết các bạn. Nên các bạn đừng có lo lắng về những dòng Denon 1000R. Thậm chí dòng này chất âm rất uy lực, đánh rất mạnh mẽ nha các bạn. Đặc biệt rất dễ ghép loa. Rồi sau đó anh mời các bạn nghe một đoạn nhạc. Bass nè bạn. Dạ. FP không? Rap bạn. Dạ. Rồi FP ha. Ba lăng mà. Phải. Trả. Rất cân bằng mà ha. Sụp tay rét ha. Lau nét. Direct nghe bạn là các bạn ứng vào không chỉnh bass được. Red out selector đường thu các bạn thu, đường sau các bạn chỉnh tương ứng ha. Rồi ngõ vào nè bạn, CD tuner out phía trái nó có phono tép 1 tép 2, hiện tại mình đang kết nối ngõ CD ha. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn. Hãy subscribe.
rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cái này là cái khiển của máy nè các bạn. Các bạn có thể sử dụng khiển để chỉnh volume lớn nhỏ nè. Các bạn có thể ở xa, các bạn ngồi trên sofa hay là khoảng cách từ 5-7 mét, các bạn chỉnh bằng cái khiển rất thuận tiện nha các bạn. Đó, mình xin thông báo con Amly The 5 PMA 1500R về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc nha các bạn. Máy mình về bao gồm mỗi máy sẽ có một cái catalog nè, một cái khiển nè, một sợi dây nguồn zin nè. Đó, mình bán ra với giá rất tốt nha các bạn. Chỉ với là 9,5 triệu mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Mình xin thông báo lại con Amly The 5 PMA 1500R, một máy vàng và một máy đen, một máy vàng gold và một máy đen hiệp sĩ bóng đêm. À, các bạn mua về trưng bày rất đẹp mà rất bắt mắt. Dòng này tương đối rất dễ ghép loa. Mình bán với giá là 9,5 triệu. Mình bao ship toàn quốc, máy bán ra cam kết nguyên zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo và mình vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về sử dụng. Hai cái nắp của nó là sơn zin luôn nghe bạn, không nhậm túc. Đó, không có bị trầy xước, không cứng móp. Bạn nào có nhu cầu đừng ngần ngại gọi hoặc nhắn tin cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.